Ok, em hôm nay lên video giới thiệu cho các bác một con máy hút ẩm nhá. Giới thiệu nhanh thôi. Con này là con sáp 24 lít điện 220 mọi người nhá. Con này phải nói như nào nhỉ? Nó chạy còn êm hơn cả mít chân voi, mình dám khẳng định luôn. Chạy cực kỳ êm luôn mọi người nhá. Đấy, hiện tại cửa hàng em đang có một con thôi. Điện 220 và 24 lít, dùng con này dùng cho được khoảng 6 đến 7 mét vuông mọi người nhá. Đấy, tính năng cũng rất là đơn giản rõ ràng. Bên này là sấy quần áo, bên này là hút ẩm này. Đây con này có hiển thị cần nhiệt độ độ ẩm này. HI là 2 nhá, đang độ ẩm cao mọi người nhé. Đây sàn nhìn rất là ướt, đang cho hút. Đấy, máy rất là đẹp nguyên bản mọi người nhé. Đây công suất của thông số của nó đây. Đấy, máy đang chạy lốc nhá. Mình đang đứng ngồi ngay cạnh lốc luôn mọi người nhé. Nhưng mà chạy rất là êm, không có tiếng luôn. Mình rất là tự tin với con này chạy. Con này là 300W mọi người nhé, 24 lít này. Mình Japan rồi, tất nhiên dòng này không có made in China đâu. Chạy siêu êm luôn mọi người ạ. Đấy. Thì bác nào có nhu cầu về con máy hút ẩm này nhá thì liên hệ bên em nhé. Bên em có một chiếc như này không lăn tăn luôn, con này chạy cực kỳ ngon.